Anh Đắc San đang ngủ hả con? Con gọi đi, con gọi anh Đắc San dậy đi. Mẹ, con lại khó lắm. Mẹ gọi anh Đắc San đi. Anh Đắc San ơi, dậy thôi. Trời sáng rồi. Anh ngủ nữa. Mấy giờ rồi con? Mấy giờ rồi? Anh ngủ đây. Mấy giờ rồi? Biết là mấy giờ không? Biết là mấy giờ không? Không biết. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi mà dậy đang ngủ? Nha, con lại. Ba giờ sớm mà. Ba giờ rồi dậy đi. Thơm anh sắp xong ngày, anh sắp dậy ngay. Anh sắp dậy ngay. Anh sắp xong. Cái gì ấy Zubi? Sao ấy? Em đang bụng à? Anh sẽ đi mua bánh sinh nhật. Đây, tiền đây. Anh đi mua bánh sinh nhật đi nhé. Anh ngủ nữa nhé. Lúc nào về thì gọi anh nhá. Đóng cửa vào. Ok, mẹ là cô bán hàng. Ok. Ra đây mà. Được. Nè, con chào cô ạ. À, cô chào con mua gì đấy? Con mua bánh sinh nhật ạ. Thế à, mua bánh sinh nhật cho ai? Con bánh sinh nhật anh Đắc San của thế, con ạ. Thế anh thì anh Đắc San bao nhiêu tuổi? 14 tuổi ạ. 14 tuổi à? Thế à, rồi cô mua lấy cái bánh 14 nhá. Đây. Bao nhiêu tiền đây? Nhiều tiền. Mày chẳng có nhiều tiền á, tiền này cháu để đâu? Đây là cháu để. Tiền này. Tiền này cháu để đâu nhỉ? Bố cất ở đâu đấy? Không biết à? Thế cháu mang bánh về cho anh Đắc San đi nhá. Đấy, đi về đi. À, chặn bánh. Ủa, chặn bánh. Cô ơi, bánh sinh nhật Hello Kitty này bao nhiêu tiền đó? À, bao nhiêu tiền á? Cái đấy 30.000. Đắt thế. Đắt thế á? Rẻ mà, cô bán rẻ, 30.000 là rẻ rồi. Con ạ, con chào cô, con đi về nhà đây. Ơ, thì không mua à? Có mua không? À mua rồi à? Ok. Mở cửa. Anh Đắc San ơi. Anh Đắc San ơi. Em mở mua bánh sinh nhật Hello Kitty này. À, Ruby à? Ruby vừa đi đâu vậy? Em mở mua bánh sinh nhật Hello Kitty ở chợ Xuân Mai nhà mình đây. Ở chợ Xuân Mai cơ á? Tận Xuân Mai nó bánh cơ à? Đâu bánh Hello Kitty đâu em? Ở quán khác cô mẹ bán. Cô mẹ bán, cô mẹ. Cô mẹ bán là cứ bao nhiêu tiền? Em mua bao nhiêu tiền đó? Cô mẹ bảo là 100.000 đấy. 100.000 cơ á? Cô bật 30.000 về bảo anh Đắc San 100.000 lãi ghê thế. Mua cái bánh sinh nhật này em. Đây bánh sinh nhật này. Hay em không có hát cho hay em. Không cần phải hát. Đừng có chiến. Đừng có thì ăn luôn nhá. Không cần hát, ăn luôn đi. Ừ, bánh 100.000 ngon nhá. Mai Ruby lại đi mua cho anh nhá. Cả anh và em ấy. Cả anh và em nhá. Ngon nhá. Em ăn quả cherry vậy đi. Ngon nhá. Con gọi điện cho ai đấy? Con gọi điện cho mẹ em à? Alo, mẹ à? Alo, bố nè. Con phải điện gì đấy? Con gọi điện bảo mẹ nè. Mẹ ơi, mẹ về nhà với con đi. À, hôm nay có việc gì đấy mà gọi mẹ về? À, mẹ ơi. Dạ.
thấy loại mẹ nấu thịt kia cơm 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 thịt trứng để cho hai bạn ta ăn nhá. Ok luôn. Vâng ạ. Con ở nhà ngoan nhá. Vâng ạ. Tít. Ngon nhá. Bánh ngon. Bánh Hello Kitty ngon. Ăn quả dâu tây. Ngon chứ. Em cũng ăn quả dâu tây. Cô bỏ là quả này chua quá. Chua quá. Bánh này bao nhiêu tiền đấy em? Mà ngon đấy. Bánh này bao nhiêu tiền mà ngon thế? Anh nói đi. Em đi mua mà, em đi mua thì em mới biết chứ anh có đi mua đâu. Anh ngủ ở nhà làm sao mà anh biết được bao nhiêu tiền? Em đi mua em mới biết được bao nhiêu tiền. Em lại quên rồi. Nhưng mà em bảo là bao nhiêu tiền đấy. Cái bánh này bao nhiêu tiền nhỉ? 100.000 à? 100.000 cơ? 30.000 à? Đúng phải. Có bao nhiêu? 17.000 á? Đúng phải. Thế bao nhiêu? 37.000 á? Đúng phải. Thế bao nhiêu tiền? Em nói to lên anh không nghe được. Chả nghe đúng gì. 37.000 cơ à? Ui dồi ôi, thảo nào ngon thế. Ngon nhỉ? Cái bánh mà 37.000 ngon nhỉ? Em ăn đâu? Ôi hết rồi còn đâu. Em đi mua nữa đi, mua bánh nữa đi, hết bánh rồi. Muốn ăn bánh nữa, ăn bánh nữa. Ăn tham thế. Ăn tham thế. Ăn bánh nữa, ăn bánh nữa, đói quá, ăn bánh nữa. Ừ quá. Em đi mua quá. Quá đi trời. Gọi lên cho mẹ. Bánh mẹ. Em đi mua bánh nữa đi. Mặt đây. Mẹ đây. Mẹ đây, mẹ đây. Anh ăn chanh nhưng có ăn nữa. Ăn nhiều là béo đấy. Đúng rồi, ăn nhiều là béo đấy. Bụng thì to như là cái chua mới nhờ. Vâng ạ. À mẹ ơi. Mẹ về nhà. Sao con ăn nhiều bánh thế đi nhá. Ok. Bảo là mẹ ơ thôi mẹ về ngay, mẹ về ngay luôn. Vâng ạ. Chào chào con nhiều nhá. Vâng. Nhớ mẹ chào nhá. Được luôn, mẹ đi về luôn đây. Mặt mẹ rồi đấy, nhỏ. Cốc cốc cốc. À mẹ đã về. Mở cửa. Ôi con gái yêu à, con gái làm gì đấy? Con vừa ăn bánh hết rồi. Con đang làm vlog à? Không phải. Hay làm YouTube à? Vậy anh tóc xanh có ăn bánh nữa. Ôi anh tóc xanh hư thế nhở? Thì mẹ xử lý anh tóc xanh luôn. Nhá. Nào, tóc xanh. Sao mà ăn nhiều bánh thế? Bụng thì béo như thế kia rồi. Có được miếng nào đâu, có ăn miếng nào đâu. Bún ăn hết mà, em bún ăn hết. Có phải có ăn nhiều đâu, anh tóc xanh ăn nhiều hơn. Em ý, em Ruby ăn hết cả bánh nhé. Anh không được miếng nào. Em ăn hết cả quả dâu tây, ăn hết cả bánh. Thế bây giờ ngửi mồm, thế mà ai có nhiều một bánh nhá. Em để cho ăn cả em à. Anh có được miếng nào đâu, anh vẫn đang ngủ này. Bây giờ mẹ sẽ ngửi mồm, ai có nhiều một bánh là sẽ ăn nhiều nhá. À, bún ngửi mồm của anh tóc xanh thế nào? À quên, Ruby ngửi mồm anh tóc xanh thế nào? Có mùi bánh không? Có mùi bánh không? Ừ. Ruby ra đây mẹ ngửi mồm nào. Ruby làm gì có đâu. Chứng tỏ anh tóc xanh ăn nhiều rồi. Đúng không? Mẹ thì lấy roi, ôi anh nghe tóc xanh một trận. Anh tóc xanh ngủ mà, có được miếng nào đâu, chả ăn miếng nào cả. Không có miếng nào mà, làm gì có. Này, bánh ở trong này này, em Ruby ăn hết mà trong bụng rồi. Em ăn hết sạch, chùi thế này. Này, nó lòi cả cái bánh ra đây này. Lòi cả cái bánh màu hồng Hello Kitty ra thấy. Trời ơi, cái chân này. Em chơi anh ở đâu? Thế này, em bụng anh làm gì có màu bánh nào đâu. Mẹ ơi, mẹ ngửi mồm ăn tóc chân thế.
Người mua làm sao biết được, phải xem bụng người mới biết được chứ. Thế mẹ mổ bụng anh bác Thuần anh nhá. Nhá. Bụng anh màu đen. Này lấy dao để mẹ mổ bụng anh bác Thuần ra nào. Bụng anh màu đen. Đây bụng anh màu đen, bụng em màu hồng cái này, bánh nó ở đây hết này. Bánh màu hồng Hello Kitty đây này, đây này. Đấy. Đây này. Đâu, xem nào, đâu mẹ xem bụng nào. Không có. Thế thì mẹ xem bụng em có không nào? Ở trong bụng này này, mẹ không biết. Đâu? Có phải con đâu là anh bác Thuần chín rồi. Đâu mẹ xem nào. Ruby đâu mẹ xem nào, mẹ xem bụng nào. Chắc không có đâu, bụng có đâu đây này, bụng của em Ruby chỉ có rốn thôi. Có đây này. Có mới rốn thôi. Màu hồng đây thầy, u rồi đây thầy. Hơ cả cái bánh nha đây này. Được rồi, mẹ đi xử lý nha. Ok.